cá lóc bay, cá bú bình, và đây là cá vượt cạn. Đây là những sản phẩm du lịch độc đáo đang thu hút khách du lịch ở Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Người huấn luyện để cá làm trước là anh Nguyễn Thành Tâm, 43 tuổi, một nông dân có khoảng 25 năm gắn bó với nghề nuôi cá. Khi mình làm du lịch, mình lúc nào cũng phải suy nghĩ cái gì nó phải đổi mới để cho nó có gì đó mới trong cái du lịch của mình. Thì mình đang làm con cá lóc bay. Thì cá lóc bay ở đây mình làm thì mình khi nó lớn tuổi, nó không phục vụ đẹp nữa, mình thả nó về môi trường tự nhiên. Bắt đầu mình mới nảy sinh ra, mình tập cái đàn cá ra ngoài tự nhiên là mình tập cho nó bú bình để cho khách trải nghiệm, đến đây có cái gì mới để trải nghiệm. Thì mình làm được khoảng 2 năm rồi. Hiện tại bây giờ là mình có suy nghĩ là mình sẽ làm con cá vượt cạn. Hiện tại bây giờ con cá vượt cạn mình là mình làm thử nghiệm ban đầu là nó rất hiệu quả. Mới đây nhất, sản phẩm cá vượt cạn được du lịch cộng đồng Cồn Sơn đưa vào phục vụ du khách. Chỉ cần trải thức ăn lên phao nổi, hàng trăm chú cá thi nhau vượt cạn tìm mồi, tạo nên cảnh tượng rất thú vị. Sự dàn dĩ, háo ăn của đàn cá trê là điểm cuốn hút. Anh Tâm đang rầy một vèo lưới cá trê mới, đang lớn bằng ngón tay cái người lớn. Dù nuôi chưa lâu, nhưng bầy cá trê này cũng đã vượt cạn không kém bầy cá đàn anh, vì được anh Tâm tập dượt, huấn luyện từ khi còn là cá bột. Cái đàn ban đầu mình thử nghiệm khoảng 700 con. Nhưng hiện tại bây giờ khoảng 1 tháng rưỡi đây trở lại đây là mình thả thêm một cái đàn này là 2.000 con. Nhưng mà trong quá trình mà mình thả, mình nuôi cái mới là mình phải lựa con giống nha. Bởi vì cái tập tính con cá trê này nó rất là khó, nó ăn là nó ăn tầng đáy, thành thử ra cái khâu mà mình tập cho nó rất là khó khăn, bởi vì mình phải chọn những cái con giống cho nó phù hợp, cho nó tốt, cho nó khỏe mạnh, nó mới được, nó vượt lên cao được, nó mới có cái độ đẹp để cho khách trải nghiệm. Ví dụ như đàn cá này mình phải nhập về 10.000 con mà mình lựa ra được có 2.000 con. Trước đó, hai sản phẩm du lịch là cá lóc bay và cá bú bình của anh Tâm cũng khiến du khách thích thú khám phá, tạo được hiệu ứng tốt cho du lịch Cồn Sơn. Đầu tiên là mô hình cá lóc bay. Anh Tâm huấn luyện cho cá khi ăn sẽ đồng loạt bay lên cao khỏi mặt nước để đớp mồi. Sau khi cá lóc bay già, bay không nổi, anh Tâm thả về ao mương. Anh lại nghĩ cách chăm mớm cho ăn bằng bình sữa. Cá bú bình ra đời từ đó. Những chú cá cứ quấn quýt và dặn dĩ trong sự nâng niu của anh Tâm. Con vật gì cũng vậy, mà đặc biệt là cái con cá, mình phải rất là thân thiện với nó. Tất nhiên là mình xuống là mình phải nhẹ nhàng, từ từ và nhẹ nhàng để cho nó, mình làm quen với nó. Mình xem nó giống như là một thú cưng với mình, mình mới tập được. Bởi vì con cá mà khi mà mình búng tay nhẹ cái thôi, nó giật mình là bỏ chạy, mà nó chạy rồi một cái là không biết bữa nào mới tìm lại được nó. Du lịch cộng đồng Cồn Sơn nổi tiếng với hệ sinh thái miệt vườn, sự mộc mạc của người dân xứ Cồn và những nét sinh hoạt đời thường dân dã. Con cá, tổng rau trên đất này cũng vì thế mà mang trên mình tiềm năng du lịch. Một khi được người dân xứ Cồn khai thác, sẽ thành sản phẩm độc đáo. Câu chuyện vua xiết cá Nguyễn Thành Tâm là điển hình. Thành công của anh Tâm đến từ sự tâm huyết với nghề nghiệp, sản vật quê nhà và lối sống thuận tự nhiên, yêu quý thiên nhiên.